trở lại kênh YouTube của Trang. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một bài tập mình chỉ tác động chính vào phần mông thôi. Và bài tập hôm nay thì mình sẽ sử dụng thêm dây mini band để tập luyện cùng để có hiệu quả tốt hơn. Nhưng các bạn đừng lo lắng, nếu mà các bạn không có dây mini band thì chúng ta hoàn toàn có thể tập luyện không cần dây cũng được, vì bài tập này nó cũng đã khá là phê rồi. Với những bạn nào mà tập luyện các bạn cảm thấy quá nặng thì chúng ta cũng bỏ dây mini band ra và tập luyện bình thường nhá. Ok. Nào, chúng ta cùng đến với động tác đầu tiên là động tác squat. Ở động tác này mình sẽ giữ cho cột sống trên một đường thẳng. Mở đầu gối ra ngoài và ngồi về một cái ghế vô hình ở phía sau. Mình cố gắng mở gối để kháng lại lực của dây. Như vậy các bạn sẽ tập được nhiều hơn và cảm nhận nhiều hơn phần đùi ngoài của mình. Hạ trọng tâm xuống sâu, sao cho phần mông của mình ngang bằng với đầu gối nhé. Siết chặt phần mông và khi lên các bạn sử dụng phần cơ mông để nâng lên. Nào, chúng ta cùng đến với động tác thứ hai là động tác squat hold. Giữ bất động, mở gối ra ngoài, gồng toàn bộ phần mông của mình. Cố lên nào. Chúng ta phải đến với động tác tiếp theo, jump squat. Ở động tác này mọi người sẽ bật cao, hai tay đẩy về phía sau, siết cơ bụng lại. Đây là một động tác mình cực kỳ yêu thích, động tác đá chân ngang. Lưu ý động tác này mọi người sẽ hướng mũi chân xuống dưới sàn và chân của chúng ta sẽ song song với mặt sàn, mình đá góc 45 độ lên. Ở động tác này các bạn cũng không cần đá chân quá cao, nhưng lưu ý là động tác này mọi người phải sử dụng toàn bộ phần mông và đùi ngoài của chúng ta để tập luyện. Ngoài ra ở động tác này thì mình còn sử dụng một chút lực ở phần eo, siết phần eo và nâng chân lên cao hơn. Bây giờ thì mình sẽ giữ ở trên, gồng bất động toàn bộ phần chân của mình 45 độ, kháng lại lực của dây. Các bạn hãy chọn mức lượng nặng của dây phù hợp với động tác nhé. Hít thở. Nào, chúng ta tiếp tục lên và giữ lại bất động phần chân ở trên cao. Ok, rất là tốt, thả lỏng một chút. Chúng ta đổi bên ngược lại, tiếp tục với side leg abduction. Mình có 15 lần các bạn đá chân lên cao nhé. Bạn tập trung vào mũi chân của mình này, hướng mũi chân xuống sàn. Để làm sao chúng ta cảm nhận vào nhiều nhất phần mông đùi ngoài của mình khi tập luyện. Cảm nhận toàn bộ phần mông đùi ngoài hoạt động cùng một lúc.
Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách. Mình có 2 lần thử thách lên và giữ bất động các bạn nhé. Nào, sẵn sàng lên gồng và giữ kháng lại lực của dây mini band. Chúng ta siết toàn bộ phần mông, đùi ngoài và một chút phần eo của mình. Hít thở một lần nữa. Cố lên nào các bạn ơi. Gồng, siết và giữ lại. Ok, rất là tốt, thở đều. Chúng ta cùng đến với động tác tiếp theo. Đây là một động tác mình rất là thích, động tác single leg deadlift. Nhưng với động tác này thì tôi thấy khá khó, nên các bạn hãy tập kỹ thuật ở động tác này trước nhé. Các bạn thấy ở động tác này mình sẽ giữ cho phần lưng của mình thẳng, không bị gù lưng khi hạ xuống, hơi trùng gối ở phía trước và đẩy phần mông ra sau. Ở động tác này mình sẽ tác động vào toàn bộ phần đùi sau và mông rất nhiều. Và đây được ví là nữ hoàng của bài tập mông, nên các bạn hãy cố gắng tập luyện và cảm nhận phần mông đùi của mình nhé. Phần chúng ta sẽ cảm nhận là trực tiếp vào phần mông và phần đùi sau. Hạ người xuống 90 độ và lên. Nào, bây giờ mọi người sẽ xuống và giữ bất động lại đây. Mở ngực, giữ cột sống trên một đường thẳng, gồng toàn bộ phần mông đùi sau của mình. Ok, rất là tốt. Cảm nhận toàn bộ phần mông đúng không? Mình có một lần nữa nhé. Mở ngực, thẳng lưng, hạ vai, xuống và giữ bất động. Ok, rất tốt, quay trở về. Và bây giờ mình sẽ đổi bên ngược lại tương tự mọi người nhé. Chúng ta sẽ bước một chân về phía sau, một chân về phía trước. Chân trước mình sẽ hơi trùng một chút. Mở ngực, thẳng lưng. Bắt đầu gập vừa 90 độ và lên. Khi lên chúng ta siết phần mông lại. Mình sẽ làm tương tự giống như bên còn lại mọi người nhé. Và nhớ là tập trung vào toàn bộ phần mông và đùi sau. Với động tác single leg deadlift này, mọi người sẽ cảm nhận từng chân một, và chúng ta sẽ cảm nhận rõ ràng hơn rất nhiều cơ mông của mình hoạt động. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xuống và giữ bất động ở đây. Kháng lại dây của lực và cảm nhận toàn bộ phần mông và phần đùi được kéo căng ra. Cố lên nào, một lần nữa. Xuống và giữ bất động. Gồng toàn bộ phần mông đùi. Cố lên nào các bạn ơi. Mình sẽ giữ bất động lại nhé. Ok, rất là tốt. Hít thở.
Nào chúng ta cùng đến với động tác tiếp theo. Động tác này là một động tác kinh điển rồi. Động tác kneeling bang kickback. Ở động tác này mọi người sẽ thấy cơ thể của mình sẽ được giữ bất động, không di chuyển. Mình chỉ đá duy nhất là phần chân lên thôi. Và mình sẽ dùng lực ở gót chân để đạp lên nhé. Khi lên chúng ta giữ lại một chút để siết toàn bộ phần mông. Bài tập này mình muốn tác động vào phần mông trên để giúp cho phần mông cao và săn chắc hơn. Đá lên cao và giữ lại khoảng một nửa giây. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nhấp kickback pose. Ở phần này mình sẽ không dùng chân để đá mà mình sẽ dùng phần cơ mông để siết và nhấp bằng phần mông của mình. Sau đó giữ lại bất động. Các bạn có thể thấy là tập động tác này, cái phần mông của mình nó được tách ra khỏi toàn bộ cái phần lưng. Và mọi người nhìn phần mông của mình nó cao hơn rất là nhiều đúng không? Nào bây giờ chúng ta sẽ đổi bên ngược lại nhé. Y hệt như vậy, các bạn đá gót chân lên, giữ toàn bộ người trên một đường thẳng và bất động. Chúng ta cố định toàn bộ cơ thể lại và chỉ sử dụng lực ở phần mông để đá lên thôi. Như vậy các bạn sẽ cảm nhận được nhiều hơn và chúng ta sẽ tác động được vào kỹ hơn phần cơ ISO của mình. Đạp gót chân lên cao và xuống. Các bạn có thể thấy là khi mà Trang tập, Trang tách được cả hai phần mông của mình. Đó là lý do vì sao mình rất thích tập từng bên chân một. Như vậy cảm nhận của từng bên mông của mình sẽ tốt hơn rất là nhiều các bạn nhé. Đạp gót lên cao và xuống. Ok, nào chúng ta sẽ đến phần tiếp theo. Mình sẽ nhấp liên tục, giữ bất động cơ thể và sử dụng chỉ phần mông của mình để nhấp lên thôi. Chân chỉ là bổ trợ thôi các bạn nhé, chứ không phải chúng ta đá chân lên nhé, mà mình sử dụng phần mông của mình siết và nâng lên, sau đó giữ ở trên cao nhất. Cố lên mọi người ơi. Ok, rất là tốt. Quay trở về hít thở. Mọi người nằm xuống sàn nhé. Chúng ta cùng đến với động tác tiếp theo. Chúng ta nhấn gót chân ở dưới sàn. Động tác lying side leg raise. Động tác này là động tác hip raise. Mọi người sẽ siết phần mông lên, mở gối và đóng lại, hạ xuống. Bài tập này sẽ tác động nhiều vào phần mông đùi ngoài của mình. Nhấn gót chân chặt dưới sàn các bạn nhé, để cảm nhận động tác này nhiều hơn. Đây là một động tác mình rất là thích, và các bạn sẽ cảm nhận được phần mông rất nhiều. Lưu ý động tác này chúng ta sẽ làm chậm thôi nhé, đừng làm nhanh quá. Hãy làm chậm để cho phần cơ được cảm nhận tốt hơn và kháng lực từ cái dây bên này tốt hơn. Cố lên nào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhấp liên tục, mở gối ra ngoài. Người mình ra rất là nhiều mồ hôi và đang cảm thấy rất mệt rồi. Nào chúng ta lên siết lại hai chân song song với nhau. Ok, rất là tốt. Cho mình thêm một lần nữa mọi người nhé. Chúng ta lặp lại y hệt tổ hợp như vậy. Cảm nhận thật nhiều vào phần mông dưới, phần mông của mình. Đừng quên là chúng ta gồng và siết cơ bụng nhé. Khi lên thì người tạo thành một đường chéo thẳng. Lưu ý là mọi người sẽ tập chậm lại.
Nào, cố lên nào, lên mở gối rộng hơn và xuống. Mở gối rộng hơn nữa và xuống để cảm nhận phần mông nhiều hơn. Chúng ta ra ngoài và nhấp liên tục. Mở gối càng rộng càng tốt để cảm nhận nhiều nhất vào phần mông của mình. Các bạn cố gắng nhé, giữ người ở trên cao và siết cơ bụng lại. Các bạn thấy là ở động tác này mình tập nhưng người của mình không hề bị rơi xuống. Ok, và bây giờ chúng ta gồng và giữ lại bất động. Hai đầu gối song song với nhau, kháng lại lực của dây một chút các bạn nhé. Ok, rất là tốt, hít thở. Mình có một động tác cuối cùng. Động tác này là động tác chúng ta sẽ mở hai gối ra ngoài và đóng lại. Lưu ý ở động tác này, cái phần lưng của mình sẽ quan trọng nhất. Nếu các bạn để phần lưng của mình gù thì coi như động tác này không còn giá trị gì nữa. Nên trước tiên chúng ta phải cố định phần thân trên. Các bạn có thể thấy là mình chống hai tay về phía sau, giữ cho lưng trên một đường thẳng và dùng lực của phần mông mở gối ra ngoài. Đây cũng là động tác cuối cùng rồi. Mọi người hãy tập hết sức nhé. Ở động tác này mọi người sẽ mở gối chậm thôi và chúng ta sẽ đóng lại chậm. Cảm nhận toàn bộ phần mông, đùi của mình. Ra mở, siết lại và đóng. Bây giờ mình sẽ nhấp liên tục ở ngoài. Ra ngoài và giữ. Siết toàn bộ phần mông của mình. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành rồi. Ra ngoài và giữ, siết. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập mông này rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn hãy tập luyện bài tập này từ 2 đến 3 buổi một tuần để đạt hiệu quả tốt nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Bye bye!